Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, mang lại cái vận may tài chính lớn, trúng số đổi đời, giàu nhanh chóng mặt. Những con giáp này sẽ có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ từ nhiều nguồn khác nhau, có thể đến từ các khoản dự án đầu tư hoặc là nguồn thu nhập thụ động, hay là thậm chí có một vài người còn có cơ hội trúng số đổi đời sau một đêm. Đây chính là cái thời điểm thuận lợi để cho họ nắm bắt cái cơ hội kiếm tiền một cách dễ dàng hơn nhờ vào cái sự phù trợ của thần tài. Những cái khoản tiền bất ngờ này nó có thể giúp cho các bạn củng cố thêm cái tài sản, mở rộng đầu tư hoặc là hiện thực hóa những cái kế hoạch tài chính của mình. Nếu các bạn đang chờ cái cơ hội để mà bứt phá trong lĩnh vực tài chính thì hôm nay chính là một ngày dành cho các bạn. Quý vị hãy theo dõi kỹ video ngày hôm nay để biết mình có nằm trong danh sách 5 con giáp may mắn được thần tài ưu ái trong ngày hôm nay không. Và nếu có, quý vị hãy tận dụng cái vận may để gia tăng thêm cái tài sản và phát triển cái sự nghiệp của mình. Thần tài mở lối, giờ là lúc mà các bạn sẽ hành động để mà biến ước mơ thành hiện thực. Vậy thì những con giáp đó là những con giáp nào và quý vị có cái cơ hội nào để gia tăng thêm cái may mắn cho mình? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 12 tháng 9 âm lịch, ngày Tân Hợi, thì đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung vào ngày 12 tháng 9 âm lịch thì nhờ cái sự hỗ trợ của cục diện tam hội là Hợi, Tý, Sửu, công việc của những người tuổi Tý cũng diễn ra khá là thuận lợi. Với cái khả năng khéo léo và tinh tế trong cái việc thu hút khách hàng, các bạn dễ dàng đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đặc biệt là những ai mà đang kinh doanh hoặc là buôn bán ấy, thì trong ngày hôm nay cũng rất thích hợp để cho những người tuổi Tý đang có cái ý định làm ăn, đi xa, hợp tác kinh doanh, ký kết hợp đồng hay là chuyển nhượng cái mặt bằng ấy. Mọi việc sẽ được diễn ra vô cùng suôn sẻ và hanh thông, mang lại những cái thành tựu đáng kể cho các bạn. Bên cạnh đó, lại được thực thần nó ghé thăm, vậy nên nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tý có thêm nhiều cái cơ hội gia tăng thêm cái thu nhập. Ngoài công việc chính thì các bạn cũng không ngại bươn trải và tìm thêm những cái nguồn thu nhập phụ khác. Cái tinh thần chăm chỉ, cần cù và không ngại khó khăn của các bạn cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Trời xanh thương người biết phấn đấu. Và ngày hôm nay các bạn cũng có thêm một khoản tiền khá để mà chi tiêu và tích lũy. Dù cuộc sống và cái công việc có nhiều cái vất vả, nhưng các bạn vẫn biết cách quản lý tài chính, đủ ăn no mặc ấm và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Không những vậy, về mặt tình cảm thì cái vận trình của những người tuổi Tý cũng ở mức ổn định nhờ có hai hành thủy nó tương hòa. Tuy đôi lúc cái tính nóng này có thể làm phật lòng người thân hoặc là những người xung quanh, vì họ đã quá quen với cái cách mà các bạn nên cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Trong gia đình thì người lớn tuổi có thể khó tính và hay nói nhiều, nhưng các bạn vẫn luôn quan tâm chăm sóc họ một cách tận tình. Cái điều này giúp cho các bạn duy trì được một cái sự hòa thuận và ấm áp trong các mối quan hệ. Nhìn chung thì trong ngày 12 tháng 9 âm lịch là một cái ngày thuận lợi cho những người tuổi Tý, cả trong công việc, tài chính và tình cảm. Các bạn hãy tiếp tục những cái cơ hội tốt đẹp, tận dụng nó để mà phát triển bản thân và chăm sóc cái mối quan hệ của mình một cách hài hòa và yên ấm hơn. Và trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong ngày 12 tháng 9 âm lịch ấy, thì nhờ vào cái sự chiếu mệnh của thiên ấn mà những người tuổi Sửu có một ngày đầy tự tin và không hề bị lép vế trong công việc. Các bạn có tinh thần quyết đoán và cái uy tín. Cái điều này nó khiến cho mọi người xung quanh cũng rất là tín nhiệm các bạn. Cái sự chắc chắn trong các quyết định và cái khả năng lãnh đạo giúp cho các bạn giành được cái lợi thế trong các cuộc đàm phán hay là khi thực hiện các dự án quan trọng. Tuy nhiên, các bạn cũng nên cần phải cẩn trọng với cái sự tự tin của mình. Đừng để cho cái sự kiêu ngạo nó chi phối cái hành động, vì cái điều này có thể làm mất đi những cái mối làm ăn quan trọng và gây tổn hại đến các mối quan hệ hợp tác. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay cũng rất là thuận lợi nhờ được sự nâng đỡ của cục diện tam hội là Hợi, Tý, Sửu. Các bạn có nhiều cái mối quan hệ xã hội tốt đẹp, giúp mở ra nhiều cái cơ hội kiếm tiền. Các mối quan hệ này không chỉ mang đến cái cơ hội kinh doanh mà còn giúp cho các bạn duy trì được cái sự ổn định về tài chính. Bên cạnh đó, cái sự ủng hộ từ những người thân thiết cũng giúp các bạn vượt qua những khó khăn về mặt tài chính một cách là nhẹ nhàng hơn.
Đây cũng là cái thời điểm tốt để các bạn tận dụng các cơ hội hợp tác làm ăn và gia tăng thêm cái thu nhập. Tuy nhiên ấy, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Sửu lại không mấy được suôn sẻ do ảnh hưởng của cục diện là thủy thổ là xung khắc. Trong các mối quan hệ tình cảm thì các bạn có thể gặp một vài cái rắc rối do cái tính chất thất thường của các bạn, sáng nắng chiều mưa. Cái điều này nó khiến cho người kia cảm thấy mệt mỏi và khó lòng mà duy trì được cái sự đồng cảm. Các bạn cần phải học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để cải thiện cái mối quan hệ này. Còn đối với những người đã có gia đình ấy, thì các bạn cũng cần phải chú ý hơn đến con cái, đặc biệt là khi con cái có biểu hiện không nghe lời hay cãi cha mẹ. Cái điều này nó có thể dẫn đến những cái tình huống không mong muốn. Nếu mà trẻ bị ảnh hưởng bởi những cái người mà người bạn có lối sống và tư duy không lành mạnh. Nhìn chung ấy, cái ngày 12 tháng 9 âm lịch nó mang đến nhiều cái cơ hội trong công việc và trong cuộc sống, cũng như là cái vận vận trình tài chính của những người tuổi Sửu. Nhưng các bạn cũng cần phải chú ý hơn đến cái mối quan hệ cá nhân và cái tình cảm gia đình để tránh những cái xung đột không đáng có. Và để gia tăng thêm cái may mắn, hóa giải những cái xung khắc thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi Mão. Thưa quý vị, vào cái ngày 12 tháng 9 âm lịch ấy, thì những người tuổi Mão cũng được cục diện tam hợp nó chiếu cố, mang lại nhiều cái thuận lợi trong công việc. Bạn luôn là người cẩn thận và tỉ mỉ, vì vậy hiếm khi mà để xảy ra những cái sai sót dù công việc có nhiều cái áp lực đến đâu đi chăng nữa. Đối với những ai mà đang kinh doanh ấy, đặc biệt là buôn bán với khách hàng trẻ tuổi ấy, cái sự niềm nở và cái khả năng lắng nghe của các bạn cũng sẽ giúp tạo dựng cái mối quan hệ tốt với khách hàng. Cái sự khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp cho các bạn nhận được cái sự ủng hộ từ những người xa lạ, biến họ thành cái khách hàng trung thành. Nhờ đó mà công việc kinh doanh nó tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng rất là khởi sắc nhờ cái sự hỗ trợ của thiên tài. Các bạn không còn phải lo lắng về cái áp lực tài chính nặng nề nữa, bởi hôm nay có nhiều khả năng các bạn sẽ nhận được những khoản nợ hoặc là hoàn thành những cái khoản chi tiêu trước đó. Cái điều này không chỉ giúp cho các bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và càng ngày càng có thêm động lực để tiếp tục phát triển cái tài chính của mình. Thì ngoài ra đây cũng là một cái ngày tốt để các bạn có thể thử cái vận may với cái việc là săn hàng giảm giá hoặc là mua vé số. Dù lợi nhuận nó không lớn nhưng những cái niềm vui nhỏ nhặt ấy cũng sẽ giúp cho các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Không những vậy, về phương diện tình cảm thì nhờ được cục diện là thủy mộc tương sinh nên là cái mối quan hệ tình cảm của những người tuổi Mão trong ngày hôm nay nó cũng trở nên tốt đẹp hơn. Cả bạn và người ấy thì đều biết cách dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho nhau, từ đó thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Mối quan hệ tình yêu sẽ được củng cố, giúp cho hai người cảm thấy gần gũi và đồng cảm. Ngày này cũng là một cái ngày thích hợp để các bạn và người ấy tính đến những cái chuyện lớn hơn như là việc sinh con đẻ cái hay là mua những cái đồ có giá trị. Thì ngoài ra trong ngày hôm nay cũng là cái thời điểm tốt để cho những người tuổi Mão đi thăm hỏi người thân ở xa, hâm nóng lại cái tình cảm. Những cái chuyến thăm này không chỉ giúp kết nối cái tình thân mà còn mang lại cái cảm giác bình an và hạnh phúc cho bản thân mình. Thưa quý vị, trong ngày 12 tháng 9 âm lịch là một cái ngày đầy may mắn và thuận lợi cho những người tuổi Mão, từ công việc, tài lộc cho đến tình cảm. Các bạn hãy tận dụng cái cơ hội này để mà mở rộng cái mối quan hệ, phát triển cái sự nghiệp và vun đắp cái tình yêu của mình một cách bền chặt hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Dần. Thưa quý vị, trong cái ngày 12 tháng 9 kẻ Tân Hợi thì tuổi Dần được cục diện là Dần Hợi là nhị hợp, đúng không ạ? Những người tuổi Dần cũng nhận được cái sự chiếu cố của cục diện nhị hợp, mang lại nhiều cái may mắn cho công việc và trong chuyện kinh doanh buôn bán làm ăn. Những ai mà đang có kế hoạch thay đổi cái công việc, đi làm xa hoặc là tìm kiếm cái nguồn vốn để đầu tư sẽ được bề trên hỗ trợ, nhờ đó mà mọi việc nó diễn ra được suôn sẻ hơn và thuận lợi hơn rất nhiều. Cái điều quan trọng ấy là những người tuổi Dần cần phải nhớ là làm việc bằng cái tâm, tránh lươn lẹo hoặc là tránh những cái mánh khóe. Khi mà các bạn duy trì được cái sự trung thực và cái sự tận tâm trong công việc,
thành công sẽ đến sớm với các bạn. Bên cạnh đó, về mặt tài chính thì lại được Chúa chính tài để hỗ trợ nữa. Vậy nên những người tuổi Dần không phải lo lắng về cái chuyện là lương hay là thưởng hay là cái thu nhập của mình. Các bạn chỉ cần tận tâm và tập trung vào cái công việc hiện tại, vì những cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Những người tuổi Dần thì luôn biết cách giữ cho mình một cái con đường lui an toàn trong mọi cái tình huống. Nhờ đó mà các bạn cũng tránh được nhiều cái tổn thất về tài chính không mong muốn. Thậm chí các bạn còn có cơ hội nhận được những cái khoản thưởng bất ngờ cho cái sự cống hiến của mình. Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm thì cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó cũng mang lại những cái tín hiệu tích cực cho những người tuổi Dần. Các bạn cũng sẽ nhận được nhiều lời khen và cái sự công nhận từ những người xung quanh. Nói chung ấy, những ai mà đang còn độc thân thì cũng sẽ có cơ hội thu hút được cái sự chú ý từ những người khác giới. Cái vận đào hoa của các bạn đang lên, và ngày hôm nay có thể là một cái ngày mà các bạn cũng sẽ nhận được một cái lời hẹn hò từ một người đặc biệt. Đây là cái cơ hội tốt để cho những người tuổi Dần mở lòng mình và tìm kiếm cái mối quan hệ mới, xây dựng một cái tình cảm tốt đẹp hơn ở trong tương lai. Thưa quý vị, với những người tuổi Dần thì trong ngày 12 tháng 9 âm lịch nó cũng sẽ mang lại nhiều cái điều may mắn, thuận lợi. Từ công việc, tài lộc cho đến chuyện tình cảm, bản mệnh nên tiếp tục duy trì cái thái độ chân thành, chăm chỉ và tận tụy trong công việc, đồng thời không quên chăm sóc những cái mối quan hệ tình cảm của mình. Những cái cơ hội mới mẻ đang chờ đón các bạn, hãy tận dụng chúng để mà phát triển cả về sự nghiệp, tài lộc và cái đời sống cá nhân. Và trong thời gian này, để tăng cường thêm cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi trong ngày 12 tháng 9 âm lịch được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Và những người tuổi Mùi có thể đón nhận những cái tin vui liên tiếp liên quan đến công việc nhờ có sự chiếu mệnh của cái sao Thiên Ấn nữa. Và trong ngày hôm nay ấy, các bạn sẽ nắm quyền chủ động và có thể tự do bày tỏ cái ý kiến của mình. Cái sự tự tin vào bản thân và cái khả năng suy nghĩ thoáng hơn về mọi vấn đề sẽ giúp cho sự nghiệp của những người tuổi Mùi thăng tiến rất là nhanh trong thời gian tới. Thì đây cũng là cái thời điểm quan trọng để các bạn tận dụng cái cơ hội đề xuất các ý tưởng sáng tạo và chứng minh cái năng lực của mình trong công việc. Không những vậy, về mặt tài lộc thì những người tuổi Mùi cũng gặp nhiều cái sự thuận lợi nhờ cái sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp. Các bạn có thể gặt hái được nhiều thành công, nhiều cái thành tích đáng kể nhờ cái sự nỗ lực và cái khả năng xuất sắc của mình. Đặc biệt trong ngày hôm nay thì các bạn cũng có vận may trong cái việc buôn bán và kinh doanh. Những người nhập hàng cũng sẽ nhận được những cái lô hàng chất lượng mang lại cái lợi nhuận cao. Nếu mà các bạn đang đi xa để làm ăn thì tiền lương hoặc là lợi nhuận cũng sẽ đến sớm hơn những cái dự kiến. Thì đây là cái thời điểm thuận lợi để cho những người tuổi Mùi đầu tư thêm vào cái công việc kinh doanh hoặc là mở rộng cái quy mô để mà gặt hái được những cái thành công lớn hơn nữa. Tuy nhiên ấy, về vận trình tình cảm của những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay thì cũng không gặp được nhiều may mắn do ảnh hưởng của cục diện là thủy thổ là xung khắc. Mặc dù công việc nó thuận lợi đấy, nhưng các bạn lại dễ gặp phải những cái mâu thuẫn, những cái tranh cãi trong cái chuyện tình yêu và gia đình. Những cái bất đồng này có thể khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đặc biệt là công việc lại quá là bận rộn. Ngoài ra, các bạn có thể sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn liên quan đến con cái hoặc là những người lớn tuổi trong gia đình. Tuy nhiên, các bạn đừng nản lòng vì những cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, giải quyết mọi vấn đề căng thẳng bằng cái sự kiên nhẫn và cái tình cảm chân thành của mình. Với những người tuổi Mùi ấy, thì trong cái ngày 12 tháng 9 âm lịch nó sẽ mang đến nhiều cái cơ hội thuận lợi cho những người tuổi Mùi trong công việc và trong vận trình tài lộc. Nhưng các bạn cần phải chú ý các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, cái tình cảm gia đình để tránh không xảy ra những mâu thuẫn. Nếu mà biết cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc ấy, thì các bạn cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc trong thời gian tới. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và mang lại cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ năm. Thưa quý vị, trong ngày 12 tháng 9 âm lịch thì chúng ta sẽ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội đổi đời giàu có. Đó là những con giáp sau đây: 1 tuổi Tý, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Mão,
4 tuổi Dần, 5 là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 12 tháng 9 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.